Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với Mạnh Nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gọi là chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Còn đây giờ hơn một lần nữa, Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thành cũng xin kính chúc cho quý cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đang làm công việc bác tài, dồi dào sức khỏe và luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường trong cuộc sống mưu sinh này. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Exciter 155 VVA 2023 tung ra phiên bản giới hạn thu hút sự chú ý của cộng đồng. Exciter 155 VVA 2023 chính là cái tên nóng hổi ở thời điểm hiện tại, vì mẫu xe này vừa được nhà sản xuất tung ra phiên bản giới hạn với diện mạo cực kỳ đặc sắc, khiến cho cộng đồng người hâm mộ Exciter 155 VVA 2023 đứng ngồi không yên. Exciter 155 VVA 2023 lần này đã được Yamaha thay đổi vẻ ngoài bằng 4 phối màu tượng trưng cho 4 phong cách khác nhau. Chẳng hạn như phối màu trắng bạc của Exciter 155 VVA 2023 sẽ dành cho những vị chủ nhân thích phong cách trang nhã, luôn luôn chăm chút xế cưng thật bóng bẩy và mướt mắt để tạo ấn tượng với người đối diện. Exciter 155 VVA 2023 phối màu xanh dương thì lại trông vô cùng nam tính với phần dàn áo nhám sần tỏi màu, nhưng nó vẫn có khả năng trở thành tâm điểm của mọi người đi đường khi lăn bánh trên phố nhờ vào bộ mâm màu xanh dạ quang nổi trội. Yếu tố đầu tiên khiến cho người nhìn bị thu hút một cách mạnh mẽ khi nhìn thấy phiên bản này. Exciter 155 VVA 2023 phối màu xanh lơ chắc chắn sẽ không thể làm cho những bạn xanh sỏi thời trang phải thất vọng khi khoác lên mình một tông màu cực kỳ độc đáo, được pha ra từ màu xanh lam và xanh lục bắt mắt. Đặc biệt sự cuốn hút của phối màu này càng được tăng lên gấp bội khi sở hữu những điểm nhấn màu xám kim loại như dẹt trước hay tay dắt sau. Riêng Exciter 155 VVA 2023 phối màu đen vàng thì chọn riêng cho mình một vẻ đẹp sang trọng, riêng biệt với màu áo đen nhám góp mặt ở mọi vị trí, phối cùng với các chi tiết vàng đồng sắc sảo. Phối màu này giúp cho vẻ ngoài Exciter 155 VVA 2023 trở nên lịch lãm và không bao giờ bị lỗi thời. Exciter 155 VVA 2023 bản giới hạn được Yamaha Việt Nam xếp vào một trong những phiên bản cao cấp của Exciter 155. Sau những trang bị cực kỳ chất lượng như ổ khóa thông minh smart key, cổng sạc USB, heo trước 2 piston, nhưng Exciter 155 VVA 2023 bản giới hạn lẫn các phiên bản khác vẫn chưa được trang bị phanh ABS. Điều này làm cho sức cạnh tranh của Exciter 155 VVA 2023 đối với đối thủ Winner X bị giảm sút đáng kể. Thiếu vắng phanh ABS, không ít bạn đang có ý định mua Exciter 155 VVA 2023 cũng sẽ có phần chững lại trước quyết định của mình, vì sẽ có tâm lý đợi thêm một thời gian nữa để công nghệ an toàn này được cập nhật trên Exciter 155 VVA 2023. Exciter 155 VVA 2023 phiên bản giới hạn cũng sở hữu khối động cơ 155cm khối VVA mạnh mẽ, cùng với bộ nồi chống trượt Earthseed và Lip Blast hỗ trợ người lái có cảm giác sang số mượt mà trong quá trình vận hành như các phiên bản khác. Động cơ này đạt công suất tối đa 17,7 mã lực ở ngưỡng tua 9.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 14,4 nm tại 8.000 vòng trên phút. Exciter 155 VVA 2023 phiên bản giới hạn được bán ra với giá bán lẻ đề xuất là 52 triệu đồng. Mong rằng ở lần cập nhật tới, Yamaha Việt Nam sẽ không chỉ chiêu đãi chúng ta những phối màu đẹp mắt của Exciter 155 VVA 2023 mà sẽ sớm cập nhật công nghệ phanh ABS cho chiếc xe này.
Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về mẫu Exciter 155 VVA 2023 tung ra 4 phiên bản màu sắc mới. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hết cho đàn xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.